Rồi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ review nhà của anh Hạnh nha. Đó, bây giờ chào các bạn quay trở lại kênh của mình nha. Bây giờ nãy giờ quên, bây giờ ở đây toàn là nhà anh Hạnh đợi ở đây là anh Trắng, Trắng là anh Hạnh đó, chủ nhà đó, chị Áo Xanh đó là vậy, vợ của anh Hạnh đó, đó chủ nhân của cái bộ sưu tập phòng the đó nãy các bạn đó, đó anh Áo Trắng, đó anh Áo Trắng giơ tay lên đây với chị Hạnh với anh Hạnh kia vậy. Chị Nhàn nha, đó hai chú nhà. Tôi nói thiệt chứ các bạn, chứ không biết các bạn ở đâu không biết nha, nhưng mà ở miền Tây mình nó ngộ lắm nghe các bạn. Miền Tây mình ăn to bò lớn lớn mà. Đây. Đó. Đó, đây. Cái này là đồ biển Chánh Tông nha. Tươi sống. Anh lại phân biệt, anh phân biệt cho mọi người biết là đồ chính tâm, cái đồ chợ đây. Cái này là đồ tươi sống mấy anh mới cạo ngoài biển vô thiên nhiên luôn nha. Là mình giả cạo, mình cạo ngoài biển vô bắt về mình ăn thôi, chứ chưa có nước đá gì qua sơ chế hết. Cái này là sự thật luôn. Nói luôn. Còn vô trong bờ thì đã qua nước đá một vài ngày, ba ngày thì mình chưa biết. Cái này là cái phân cá bớp. Cái bóp này nằm ở gần cái khúc có ruột. Còn cái đầu thì nằm đâu thì mình chưa biết. Và cái này là mực nha. Là mực tươi. Đó, mực tươi mà ảnh sắc có phanh kiểu nè. Các bạn thấy không? Cái này là kiểu. Rồi xong rồi mà ảnh đem lên nướng rồi nó bung ra gì rất là đẹp. Đó, còn cái này là cái đầu. Có cái đầu này, cái này là gâu. Gâu là tên của ông ngoại mình. Rồi. Rồi cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là vô tính của anh lại các bạn. Đó đây các bạn thấy nè. Rồi cảm ơn cái này là mình lên cái tự tin lên chứ. Rồi các bạn rất là thật. Trời ơi trời. Gia đình của anh Hạnh với chị Nhàn cái là mến khách ha. Đây đây là nồi bún này. Rồi nãy giờ mình ăn cũng hết đây. Tâm bận lắm. Mình quên, tự nhiên nhớ mình quên chia sẻ cho các bạn. Đây bộ đồ mình đang mặc cũng của anh Lợi. Ủa anh Hạnh anh cho mượn nghe đang áo quần. Tại giờ sáng nay mình đi Phú Quốc mình cũng không biết, mình cũng không bất ngờ thôi, mình cũng muốn đi đâu. Mình đi vũ thôi. Đó. Nói chung mình cũng may mắn là được anh Hạnh ảnh giúp đỡ bộ đồ, rất là cảm ơn anh Hạnh nha. Rất là đẹp. Đây. Rồi các bạn hãy xem mọi người bữa một tí xíu nha. Mỗi tháng thì đó quay chơi anh coi. Em làm máy, em đặt máy, em xuống máy thì em lên đây nghe đẩy gì đó. Nói chung là rất là vui, các bạn đã đi bất ngờ nhưng rất là vui. Thế là mình đã tiến đâu? Không, cái này căng lắm, cái này là mình phải nhập vô. Mọi người đang tâm sự gì Facebook ha? Xong rồi em mới gửi đơn về bên Mỹ. Gửi đơn bên Mỹ, rồi thẳng cho bên Mỹ xác mình dân tính của mình gửi như vậy. Anh làm cái đó, ông anh ở đây là thiên dữ luôn. Bây giờ mày lại mày chạy mày xuống mày đập mày quay lên rồi.
Mày thấy mấy cái tên mà cái đạn mà liền tới rồi. Liền rồi nó dài để bây giờ cái lượng không muốn dài. Thấy hầm dưới này đốt kỹ vô hết rồi. Mấy cái... Không làm đâu hả đó. Trời ơi, thấy mà con vô hầm dưới này đó. Chị kém mà nó là bà ấu rồi. Đây đây đây, đây đây đây. Chị mày nói cho mấy nghe thôi. Không có gì khác. Nó lại tới nó hụt chết. Chị lần này kia chị bỏ lại lần này kia chị đâu. Nhưng mà thằng chỗ cái nhà báo rồi là cái nhà báo, còn mấy em là cũng y gan như nó thôi, nhưng mà thật sự ra chính quyền mà nó chơi với network nên chính quyền không có hỗ trợ mình. Nhưng mà lâu nay mình ít đi đâu chơi lắm, mình ở nhà không à, nói thiệt đó. Nhưng mà lần này mình quyết định mình đi xa một mình, lâu lắm mình đi một mình đó các bạn. Lắm mà nó đi một mình không có vợ con đi theo. Nhưng mà đợt này đi cũng bất ngờ, cũng rất là vui. Thật sự là mình rất là lòng đi mình đó. Đấy. Rồi xem. Đây là mới thật chắc. Thank you.
sao bị đau giờ nè, nó còn thấy cô xuống nó gì vậy? Bị sao nó nói bị sao chứ nó từ nhà nó còn thấy con xuống đây. Thôi thôi kêu quá. Đi xuống rồi thấy ha. Ở trong bạn to cái này nha. Thì to chưa? Hai đâu. Chào các bạn nha, để mọi người tự nhiên hơn nha. Các bạn cho video sau nha. Chúc mình cũng là cảm ơn nghe anh hạnh chị đi nhà. Đúng là đúng rồi. Đây đây là bộ đồ anh Hạnh cho mình mượn các bạn đó. Nói chung là tại quá bất ngờ mình không có mang đồ được ha, mà sáng giờ thấy tí nó cũng khang hết rồi. À, anh sắp xếp phòng cho ở riêng đó. Rồi chắc sáng mai mình đi sớm mà mình cũng không chẳng biết nói gì hơn thôi. Bây giờ còn đang tỉnh táo. Nói chung mình không có nhậu ha. Mình vẫn không có nhậu nhưng mà đang sáng tại sao nó mệt mỏi không có thời gian á. Cũng một lần nữa chúc rất là cảm ơn gia đình của anh Hạnh với chị thôi, tạm biệt nhà của anh Hạnh các bạn. Rồi, chúc anh chị làm ăn phát tài nha. Mình khang cổ hết thôi, chúc các bạn ngủ ngon nha, cũng trễ rồi.